là một võ tướng tài giỏi, bề ngoài tuấn tú kiệt xuất, Trần Khánh Dư không chỉ được vua Thánh Tông yêu mến nhận làm con nuôi, mà còn là niềm mơ ước của bao phụ nữ thời bấy giờ. Trái tim ông dành trọn cho vị công chúa xinh đẹp hiền dịu Thiên Thụy. Họ mới quen nhau một thời gian, thì chớ trêu thay công chúa lại bị người ta đến cầu thân. Để cân bằng thế cục trong triều, vua đành gả công chúa đi, bắt nàng chôn chặt đoạn tình cảm với Trần Khánh Dư. Cho dù bị đánh 100 trượng, tước bỏ mọi binh quyền tài sản, họ vẫn một lòng bảo vệ quan tâm nhau sâu sắc. Vua hết cách đành đưa công chúa đi tu, đuổi Trần Khánh Dư về quê sống như dân thường. Cả đời ông không lấy vợ, ôm nỗi nhớ nhung với Thiên Thụy công chúa cho đến lúc mất. Có thể nói cả cuộc đời Trần Khánh Dư và Thiên Thụy công chúa đều dành trọn vẹn cho nhau, không gì thay đổi được.